Đức đang làm đúng nhiệm vụ của nó. Tiếp tục là một đòn đá cao. Phan Đình Đồng Thư, một võ sĩ từ môn phái Vịnh Xuân, và đối thủ Trần Minh Đức đến từ câu lạc bộ BK Mây. Một cuộc so tài giữa hai đại diện của Vịnh Xuân và Mây Thái. Sau trận đấu đầu tiên có khá nhiều cách biệt thì chúng ta đến với một màn so tài với các võ sĩ có chiều cao, sải tay và tuổi tác tương đồng nhau. Minh Đức có sải chân rất tốt, trong khi đó thì Đồng Thư đang tận dụng đôi tay của mình. Những cú phang đặc sản của Muay Thái tới từ Trần Minh Đức. Trong nội dung kickboxing này thì các đòn xoay đấm như vừa rồi sẽ bị trọng tài nhắc nhở. Những đòn tổ hợp đòn rất mạnh tới từ Trần Minh Đức. Lúc này thì vai trái của Đồng Thư đã có dấu hiệu bị thương, và rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng ra đòn tay của anh, khi mà những cú phang với sải chân rất tốt của Minh Đức đang làm đúng nhiệm vụ của nó. Tiếp tục là một đòn đá cao. Những cú phang rất khó chịu tới từ Minh Đức, một đại diện của Muay Thái. Một đòn đá xoay không thành công. Tới lúc này thì Minh Đức đang có lợi thế áp đảo rõ rệt. Có thể thấy Minh Đức đang sử dụng rất tốt cái chân của mình, và vừa rồi là một đòn đá vào trúng đầu của Đinh Đồng Thư. Liên tiếp là 4 đòn low kick rất mạnh của Trần Minh Đức. Lúc này thì Phan Đồng Thư nên tập trung phòng thủ các tình huống tấn công hơn là nỗ lực đổi đòn. Một đòn móc trái rất tốt của Trần Minh Đức. Đây là những giây cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Tiếp tục là một đòn phang chân nữa của Trần Minh Đức.